Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục trở lại theo dõi kênh của My. Hôm nay thì My sẽ chia sẻ những cái cách để giúp cho chúng ta áp dụng ứng xử trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để làm sao mà chúng ta từng ngày chúng ta sẽ cư xử và xử lý mọi việc trong cuộc sống của mình nó được ngày càng hợp lý hơn, và từng chút như thế chúng ta sẽ thay đổi trong cái nội tâm của mình, chuyển biến thay đổi trở thành một người khác với trước đây, khác với trước đây. À, trước đây thì người ta gặp mình thì người ta thấy mình thì người ta vì lịch sự đó là mình chào người ta chào lại, xong rồi người ta không gặp mình nữa thì người ta quên, người ta không nhớ đến mình nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta có một nội lực mà được tạo từ âm đức của mình, cái sự thánh thiện vị tha và cái tâm mà lương thiện đạo đức của mình, uy đức vô hình của một người giới trẻ của mình gọi là thần thái Phật tử á, đây là tâm từ, gọi là người này họ có một cái sức hút, một cái sự chiêu cảm làm thay đổi và tác động được vào tâm của người khác. Khi mà họ gặp người khác tiếp xúc với họ, tự nhiên là những người xung quanh họ bị cái thần thái của cái người đó ảnh hưởng và tác động vào cách cư xử của người xung quanh, làm cho người xung quanh nể phục và bị thuyết phục, và từ từ tự bản thân của họ họ nhìn thấy được cái tấm gương của một người có lòng từ, họ có cái quy đức, họ có thần thái của họ, thì tự nhiên mình biết đó, mình cảm nhận được là người đó họ có cái gì đó mà làm cho mình bị thuyết phục, mình tôn trọng họ, mình cảm mến họ, muốn được như họ, mình muốn bắt chước họ, mình sống theo cái cách sống, cái cách cư xử của họ đó. Thì khi mà mình nhìn một người, mình mới nhìn thôi thì mình chưa biết họ là người như thế nào, nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với họ, mình nói chuyện với họ vài câu thì chắc chắn mình sẽ cảm nhận rất là rõ là người này họ dễ gần hay không, họ là người người tốt hay là người không tốt. Là cái giây phút ban đầu khi mà mình chưa biết gì về họ, và bằng cái trực giác của mỗi người, cái cảm nhận khách quan của mỗi người, mình nhận xét đánh giá về cái người mà lần đầu tiên mình gặp rất là chính xác. Rồi sau một thời gian mình tiếp xúc, bắt đầu mình bị tác động, không có còn cái nhìn mà khách quan như lúc đầu nữa. Là vì mình nói chuyện với người ta, nhiều khi là mình có thiện cảm, mình có cảm tình, thì cái nhìn đánh giá của mình về cái người đó nó không còn khách quan nữa. Không biết là mọi người có ai đã can đảm đối diện với chính mình chưa? Đối diện với chính mình, chiến đấu với chính mình chưa? Đó là cái cảm giác mà khi chúng ta thực hành thiền thì mình hiểu rất rõ cái câu này. Khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta đối diện với chính mình, tìm lỗi lầm trong từng giây từng phút của mình. À, mình ngồi mình lắng tâm lại thì có nhiều vọng tưởng nó tuôn chảy liên tục ở trong đầu của mình, trong suy nghĩ của mình, và có những điều mà mình cảm thấy là mình hối tiếc về cái cách cư xử của mình đã cư xử nó chưa có hợp lý, còn những cái điều mà nó tiếc nuối. Rồi cũng có những cái chuyện vui, những cái thành công, những cái may mắn, những cái thuận lợi trong công việc của mình,
trong cuộc sống của mình. Trong cái lúc mà mình ngồi thiền thế, những cái điều đó nó sẽ xuất hiện liên tục trong đầu mình, giống như là một những cái ký ức vậy đó, những cái ký ức đó, thì mình phải chiến đấu với những cái điều đó. Thì khi mà mình ngồi mà mình cứ chạy theo những cái vọng tưởng như thế thì đầu mình rất là căng thẳng, mình sẽ bị stress rất là nhiều, và càng ngày cái tính tình của mình á, mình sẽ bị nóng tính. Tự nhiên ngồi thiền thời gian cái tự nhiên mọi người xung quanh người ta thấy mình khó chịu, khó gần, hung dữ hơn, sân si hơn, thì là do mình khi mà vọng tưởng nó khởi lên á, mình chạy theo vọng tưởng, mình đã không buông, có nghĩa là khi mà vọng tưởng lên khởi lên trong đầu của mình trong lúc mà mình ngồi, lập tức mình phải quán là tâm này không phải ta, thân này không phải ta, chẳng có gì là ta, trong từng hơi thở ra, trong từng hơi thở vào, trọn lòng tôn kính Phật. Nó lại tiếp tục nó hiện lên, thì mình lập tức mình quay lại, mình quán tiếp là thân này là vô thường, tâm này là vô thường, thế gian này là vô thường, là giấc mộng mà thôi. Mọi việc, dù là chúng ta đang sống, chúng ta đang làm việc, chúng ta đang hiện hữu là một con người, chúng ta đang tu tập, chúng ta đang thực sự hiện diện, có mặt, hiện hữu đó, nhưng mà chúng ta phải nghĩ tất cả những cái điều này đều là vô thường thôi. Mặc dù là chúng ta đang có, nhưng mà một lúc nào đó, tới khi mà hết cái cuộc đời này, hết cái kiếp sống này, thì chúng ta lại không còn gì nữa, chúng ta lại chết đi, rồi một rửa tan hoại và trở về với cát bụi, không còn là gì. Nên là khi mà mình quán như thế này, tất cả mọi việc dù là nó là thực sự nó hiện hữu, nhưng mà nó vốn là vô thường và nó như một giấc mộng thôi. Mọi việc cuộc đời của chúng ta giống như là một giấc mộng, có sinh rồi có diệt, có đến rồi lại mất đi. Chắc là rất là nhiều bạn vẫn chưa có hiểu được cái cảm nhận này đâu. Khi mà chúng ta mới bắt đầu việc tu tập thì chúng ta chưa có hiểu thực sự thấm và hiểu sâu, hiểu rõ cái bản chất của cuộc đời, của sự vật, của mọi việc. Nó là vô thường, nó là giấc mộng thôi, nó là không có thật. Mà cái gì mới là thật? Đó là sự giải thoát giác ngộ. Sự giải thoát giác ngộ là thật, con đường vô ngã là thật. Đây chỉ là cõi tạm, và cái kiếp sống này của chúng ta cứ lặp đi lặp lại vô lượng kiếp như thế. Rồi chúng ta cũng thay đổi liên tục cái thân phận của chúng ta, kiếp sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, người thân của chúng ta, và thậm chí là cái thân phận của chúng ta nữa. Thân nam đổi thành nữ, nữ đổi thành nam, rồi giàu sang trở nên một người thấp hèn, nghèo khổ, lên rồi xuống liên tục như thế. Chỉ có niết bàn, giải thoát giác ngộ hoàn toàn, các bậc thánh không còn là gì cả, vô ngã, không còn chính mình, nhưng các vị cũng chính là tất cả, vì đạt được trí tuệ tuyệt đối. Các bậc thánh ở cõi niết bàn biết được tất cả sự thật đó, các ngài mới biết được sự thật, bản chất thực của mọi việc, của vũ trụ này, của thế gian này, của số phận con người, số phận của tất cả chúng sanh muôn vạn loài. Đó mới chính là thật, đó mới chính là sự thật. Khi mà chúng ta đạt được sự giải thoát giác ngộ thì đó mới chính là sự thật. Chúng ta không còn là chính mình nữa, chúng ta không là gì, nhưng chúng ta sẽ là tất cả, vì chúng ta biết được sự thật. Lúc đó chúng ta không còn vô minh, không còn si mê, không còn chấp nhã, mà chúng ta khách quan biết được mọi việc, mọi vật, mọi vạn việc, vạn vật trong vũ trụ này, biết được sự thật, bản chất thật của vạn vật trong vũ trụ này,
thì đó mới chính là sự thật, đó mới chính là sự thật. Còn bây giờ chúng ta chấp, chúng ta nghĩ là tôi còn sống sờ sờ như thế này mà nói là tôi không tồn tại, là giấc mộng, là vô thường, là không có thật, thì mình sẽ không chấp nhận được, rất là khó chấp nhận. Hầu như là 99% chúng sanh của mình là không chấp nhận được cái điều này, không chấp nhận được. Tại vì mình sống sờ sờ đây mà, mình đi làm rồi mình có gia đình, mình có công việc, mỗi ngày mình phải tất bật với bao nhiêu việc như thế. Mình làm mọi việc nó hiện hữu, à nó là sờ sờ trước mắt là sự thật, mà kêu mình nói là mọi việc nó chỉ là vô thường thôi, tạm bợ. Thế gian này là cõi tạm, không có thật, là như một giấc mộng, thì không ai chấp nhận được hết. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập một thời gian rồi, chúng ta ngồi thiền một thời gian rồi, và những người mà phải thật sự mà có thiện căn nha, có thiện căn, và gọi là người đó là nói chung là người có trí tuệ, để có chiều sâu của trí tuệ, thì nghe điều này thì mình rất là thấm thấm và chấp nhận ngay, và chấp nhận ngay. Và những người mà chấp nhận được sự thật này thật sự là những người đó không phải là những người mà bình thường. Có một điều là như thế này nè, những video mà về chánh pháp, về luật nhân quả thì người nghe thì nghe nhiều, có những vị thầy, những vị giảng sư mà giảng hay á thì thính chúng rất là đông luôn. À, ví dụ nha, 10.000 người nghe như thế, được khoảng 1.000 người là nhớ được, ghi nhớ được những cái điều mà vị giảng sư đó truyền tải, giảng dạy ở trong cái video đó. Đó, có nghĩa là tỷ lệ là 1/10 đó. 10.000 người nghe như vậy thì chỉ có được 1.000 người nhớ thôi, nhớ, ghi nhớ lại ở trong tâm của họ. Và thực hành đó, trong cái số mà 1.000 người đó chỉ có được khoảng 100 người, 100 người là bắt đầu thực hành những lời mà của vị giảng sư đó giảng dạy. Rồi trong 100 người thực hành đó, thì thực hành thì đâu có phải là ai cũng có đủ duyên để mà mình tinh tấn, mình kiên trì, mình kiên nhẫn để mà mình thực hành từng chút rồi mình tìm cầu chánh pháp, mình thực hành xong rồi lại mình lại tham khảo tiếp, mình nghe thêm, mình tìm thêm, nghe những video của những vị thầy đó, hoặc là cái vị thầy mà mình có duyên đó, mình nghe hết những cái video của những vị thầy đó đã từng giảng về những điều gì đó, mình nghe thêm, nghe thêm, nghe thêm, học về giáo lý chánh pháp như thế. Thì những cái người đó là những cái người mà có thiện căn á ha, có thiện căn sâu dày á, thì trong 100 người đó thì được khoảng 10 người như thế, được 10 người như thế là gọi là mình kiên trì, kiên nhẫn, siêng năng để mà mình tìm hiểu về chánh pháp, rồi mình thực hành, có thực hành, mình áp dụng vào thực tế cuộc sống. Thì 100 người thì được 10 người như thế, 10 người như thế. Rồi bắt đầu là 10 người đó là làm được một thời gian thôi, làm được một thời gian nhưng mà chưa có gọi là mình thấm nhuần đâu. Mình thấm nhuần mà về sự vô thường nè, rồi lòng tôn kính Phật, từ bi yêu thương tất cả chúng sanh không phân biệt, thân này, tâm này, thế gian này là vô thường và tôi chỉ là hạt bụi mà thôi. Đó, thì trong 10 người này thì được một người, hoặc là nếu mà hy vọng mà nhiều á, đặt niềm hy vọng nhiều á, thì được 2 người, 3 người trong 10 người đó, nhưng mà rất ít, 10 người thì chỉ được một người thôi. Đó, mỗi một bài giảng như thế, mỗi một vị thầy, một vị giảng sư trên kênh YouTube
thì từ 10.000 người đó mà để chắt lọc lại còn chỉ duy nhất một người hoặc là hai người mà tinh tấn kiên trì chiến đấu với chính mình và quyết tâm mà tìm cầu cái sự giải thoát giác ngộ thật sự, mà gọi là cái người đó mà được giác ngộ, được đánh thức bởi cái vị thầy đó, thì từ 10.000 người thì chỉ được có một người thôi. Con số rất là ít. Và đây là một sự thật. Và đây là một sự thật. Bởi vậy là Phật đã từng nói rồi đó, là thân người khó được, Phật pháp khó tìm. Phật pháp khó tìm là như thế. Không phải ai nghe thì cũng chấp nhận được những đạo lý mà Phật đã dạy. Con đường vô ngã, luật nhân quả, đời này là vô thường, vân vân. Không dễ để chấp nhận được điều đó. Nhưng mà ai mà chấp nhận thì thật sự người đó có căn duyên rất là sâu dày với chánh pháp. Và người đó phải gọi là quý hiếm, rất là quý hiếm luôn. Những nhân tố rất quý hiếm, gọi là chung của Phật tử của mình, chúng sanh của mình, những nhân tố quý hiếm mà của chúng sanh của mình đó rất là quý luôn. Những người đó là Phật rất là cưng luôn. Mi chợt nghĩ đến là Mi có chia sẻ nhiều về những mẩu chuyện về Đức Phật, cách quán tâm của chúng ta mỗi ngày để mà chúng ta dừng những cái suy nghĩ xấu ác tà kiến, những cái suy nghĩ mà nó theo cái dòng ác nghiệp của chúng ta, nó kéo đến để nó điều khiển chúng ta tạo nghiệp đó. Thì Mi mới nghĩ là có thể là những cái điều này thì những người mới đến với đạo, mình chưa có hiểu nhiều về đạo thì mình thấy là nó hơi cao, nó không có thực tế áp dụng được thực tế trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta mỗi ngày đó. Cho nên là Vi sẽ chia sẻ video này để nói cụ thể là cái cách mà cư xử của chúng ta, cách ứng xử của chúng ta trong đời sống hàng ngày của chúng ta mỗi ngày, cụ thể vài trường hợp như thế đó, thì chúng ta sẽ gặp cái trường hợp như thế thì chúng ta sẽ ứng xử như thế nào, mình cư xử như thế nào, mình suy nghĩ như thế nào để mà mình không có tạo nghiệp, không có tạo khẩu nghiệp, mình không có tạo động nghiệp, mình không có thị phi, nói chung là không có tạo nghiệp đó, không có tạo nghiệp. Thì như thế thì nó sẽ phù hợp và nó áp dụng được cho chúng ta vào cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, dành cho những người mà mình mới đến với đạo đó, mình chưa có nghe chánh pháp giáo lý nhiều, hoặc là mình ít nghe chánh pháp nghe giáo lý, mình không có thời gian, hoặc là mình chưa có quen, mình chưa có yêu thích cái việc mà nghe giáo lý chánh pháp, thực hành lễ Phật, sám hối, cầu nguyện mỗi ngày, vân vân. Thì mình có thể tu sơ sơ, nhẹ nhàng, đơn giản bằng cách là mình ứng xử nó hợp lý nhất có thể trong cuộc sống hàng ngày của mình, mỗi ngày mà mình gặp, mỗi ngày trong cuộc sống của mình như thế thì mình sẽ ứng xử như thế nào theo từng trường hợp. Thì từ những cái bước căn bản như thế này thì mình mới kết hợp với những điều mà Mi đã chia sẻ trước đó đó, mình mới kết hợp, mình mới sâu chuỗi kết nối lại với nhau, thì từ từ nó mới ăn khớp lại với nhau à, mình mới ráp từ từ lại, thì đến một lúc nào đó à, mình đủ duyên đủ phước rồi đó thì tự nhiên mình ngộ ra được à, thì ra là hồi đó tới giờ bà Mi đó bà nói những cái điều như thế này nè, mà trước đây là mình không hiểu nói gì mà cao siêu quá, không có thực tế, không hiểu. Nhưng mà tới khi mà mình thực hiện, thực hành trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, cụ thể trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, cách cư xử của mình, thì tự nhiên mình sẽ nhớ lại những cái điều mà trước đó My đã chia sẻ với mình đó, tự nhiên là mình sẽ thấy nó ăn khớp với nhau lại. Thường á,
chúng ta có cái xu hướng là chúng ta sẽ bị nghiệp nghiệp nó chi phối mình 70%. Trước đó My đã nói là hầu hết đó, những cái hành động, suy nghĩ, cử chỉ, lời nói, công việc của chúng ta làm, cái cách ứng xử của chúng ta từng giờ từng phút trong cuộc sống của chúng ta như thế, rồi những sự lựa chọn, quyết định của chúng ta trong cuộc đời của chúng ta là 70% là bị nghiệp chi phối, và chỉ còn 30% để chúng ta tận dụng mà chúng ta chuyển đổi cái nghiệp đó. Đó, chúng ta đối diện cái nghiệp đó và chúng ta chuyển đổi để chúng ta trả nghiệp, cái cơ hội mà để trả nghiệp, không có bị nghiệp nó chi phối, nó tác động và nó đánh gục mình bị thua là chỉ cơ hội có 30% thôi. 30%. Ví dụ một người đó là họ có cái nghiệp là họ sẽ bị đói đói khổ, không có tiền để mà ăn cơm, thiếu thức ăn, thiếu vật chất, nghèo đói, họ bị cái nghiệp đó. Sẽ có thời gian là họ có cái đời sống họ sung túc, ăn sung mặc sướng thoải mái, nhưng mà họ vẫn có cái nghiệp đó, họ đã gieo cái nghiệp là có một lúc nào đó họ sẽ bị đói, họ sẽ bị nghèo khổ. Thì trong cái thời gian mà họ ăn sung mặc sướng á, thì họ sẽ có cái xu hướng là họ ăn xài phung phí, mua những cái thứ không cần thiết, hoặc là mua nhiều, mình ăn không có bao nhiêu hết nhưng mà mình mua cho nhiều, mua nhiều rồi mình ăn phân nửa, mình bỏ phân nửa, mình vứt đi, phí phạm thức ăn, hoặc là quần áo cũng vậy, mua cho nhiều nhưng mà mặc không hết, có những cái là không mặc tới luôn rồi bỏ ở đó, hoặc là mình đem cho ai á thì còn đỡ, còn nếu không mình cứ vứt xó đó, mình không đụng tới đó, phung phí. Rồi mua cái gì á thì mua cho nhiều mà không có nghĩ đến là cái này mình đã có rồi, cái này nó không có cần thiết với mình, nó thật sự là nó không không cần thiết với mình, mà mình mua cho cố, mua cho nhiều vô, mình gom cho nhiều vô, xài tiền phung phí, không có biết xài tiền đúng chỗ, đúng lúc, đúng nơi, tiết kiệm, rồi làm phước phóng sanh cúng dường vân vân, mình không biết, mình cứ sống hưởng thụ cho bản thân mình thôi. Ăn đồ ăn mình ăn không hết thì mình đem mình vứt rác đi cho nó tiện tay mình thì mình vứt thôi, đỡ phiền phức, chứ mình không biết là ăn mà lỡ mà mua nhiều ăn không hết thì mình gom cái thức ăn đó lại, mình bỏ vào một cái bọc ni lông cho nó sạch, rồi mình kiếm ai mà họ có nuôi heo, nuôi chó, nuôi gà đó, nuôi cá gì đó, thì mình đem cho cái thức ăn đó cho những cái con vật đó nó ăn, hoặc là mình cho chim ăn đó, thì nó sẽ không phí cái thức ăn đó. Nhưng mà mình làm vậy thì nó rất là phiền, đúng không? Rất là phiền. Thì mình tiện tay thì mình vứt rác cho nó nhanh. Đó. Thì chính vì cái lúc mà mình suy nghĩ, mình cân nhắc là cái phần thức ăn thừa này nè, mình phải bỏ vào bọc sạch. Rồi mình tìm ai mà có nuôi heo, nuôi gà, nuôi chó thì mình cho lại người ta để người ta cho con vật đó ăn. Thì chính cái lúc mà mình quyết định cái điều đó là mình có nên làm cái phương án 1 hay là mình vứt rác cho nó nhanh, nó tiện, nó gọn, rồi sau mình vứt ra ngoài đường, rồi ai làm gì thì làm, mình không quan tâm nữa, ra khỏi nhà mình là được. Đó là cái phương án 2 đó. Thì chính là lúc mà mình cân nhắc, mình xem xét để mình đưa ra cái quyết định là mình làm cái phương án 1 hay là cái phương án 2 đó, thì chính là lúc đó là cái lúc mà mình đang bị nghiệp chi phối. 70% nghiệp nó chi phối mình thì chắc chắn là mình sẽ thiên về cái hướng là mình đem vứt rác cho nó tiện, tại vì 70% lận mà cái tỷ lệ mà nghiệp nó chi phối mình nó quá cao đi, 70% đó, cho nên là hầu hết là 99%
là chúng ta sẽ chọn phương án 2 là đem vứt rác cho nó tiện tay, không có phiền, không có phải vất vả, không có phải mất công để mà làm những cái bước tiếp theo nữa, nó nhiêu khê quá, nó nhiều bước quá, nó phiền đi đó, thì đó chính là mình bị nghiệp chi phối đó. Và một lúc nào đó khi mà mình vứt thức ăn vào rác, vứt thức ăn vào rác thì một lúc nào đó mình sẽ phải bới rác lên để mà mình ăn, bới rác lên ăn, hoặc là không bới rác, không chịu bới rác thì là bị nhịn đói, nhịn đói. Cho nên là không dễ để chúng ta chuyển cái nghiệp đó, đúng không? Đó là một cái nghiệp mà, một cái nghiệp mà bắt buộc cuộc đời của cái người đó họ phải bị đói khổ. Khi mà chúng ta vất vả, chúng ta chọn phương án 1 thì chúng ta rất là vất vả, rất là phiền phức, rất là mất công. Đó, nhiều cái bước thực hiện, nhiều cái công đoạn như thế. Thì chính vì cái sự vất vả đó mà chúng ta sẽ tận dụng được 30% để chúng ta chuyển nghiệp. Đó, 30% để chuyển nghiệp. Đâu có dễ để chuyển nghiệp nếu mà chúng ta không có chịu vất vả, không có chịu mất công, không có chịu phiền phức. Thì chúng ta chọn cái mà chúng ta nghĩ đó là tiện lợi, là thuận lợi, là nhanh nhất, là kế sách mà nhanh gọn lẹ. Thì nhanh gọn lẹ đó chính là cái nghiệp. Đó, cái nghiệp nó dụ mình. Cho nên là mình chọn cái nhanh gọn lẹ là mình bị dính chưởng luôn. Bị dính chưởng liền là mình bị nghiệp nó dẫn dắt, nghiệp dụ. Đó, nghiệp nó bắt mình làm như thế và mình làm theo nó thì sau này mình phải bị trả, trả cái tội của mình. Đó là mình đang tạo tội đó. Nghiệp nó dụ mình để mình tạo tội. Đó, mình nói điều này thì không biết là mọi người có nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại chính bản thân mình mà mình xem là mình đã từng làm những, có làm, đã từng làm những cái việc, những cái điều như thế. Đó, đó chính là nghiệp. Còn một người mà người ta chọn phương án 1 thì người ta phải vất vả, người ta bỏ thức ăn vào cái bọc sạch, người ta đi tìm người, người ta cho. Đó, mất thời gian chạy xe đi tìm, tốn công tốn sức. Thì chính vì cái tốn công tốn sức đó mà người ta chuyển được nghiệp của người ta. Đó, chuyển được nghiệp của người ta và người ta làm được một lần rồi, đúng không? Thì sẽ có lần 2, lần 3. Và vĩnh viễn người ta làm như thế thì cái nghiệp nghèo đói của người đó sẽ bị chặn lại luôn. Chính vì cái sự mắc công, cái sự phiền phức, cái sự mà chịu cực, chịu khổ, vất vả, xoay sở làm sao để mà không có phí phạm cái thức ăn này. Thì chính vì cái sự vất vả đó mà giúp cho chúng ta tận dụng được 30% để chúng ta chuyển được cái nghiệp đói khổ của mình mà đáng lý là mình phải bị trong cái cuộc đời của mình. Điều này là chính bản thân My, là My đã từng bị như thế nên là My rất là hiểu, hiểu cái điều này, rất là hiểu cái điều này. Nhiều khi là My hay kể chuyện những cái lỗi của My cho những người mà xung quanh My nghe. Thì có một người bạn thì họ nghe My kể là ngày xưa My cũng phí phạm thức ăn như thế, thì My bị đói, đói khổ một thời gian. Thì họ nghe họ cũng sợ đó, họ cũng sợ, thì họ cũng trong tâm của họ thì họ cũng nghe cái bài học đó thì họ cũng sợ nha, họ cũng cẩn thận là họ sẽ không có phí phạm thức ăn nữa. Nhưng mà tới lúc mà họ đi chơi, đi chơi á thì mua thức ăn nhiều quá đi, ăn không hết, đi chơi mệt mà, nên là lúc mà mình đói thì mình mua cho nhiều vô, nhưng mà mình mệt thì mình lại không ăn hết được, thì nó còn dư, nó còn dư. Mà đi chơi á thì xách tay xách nách mang như thế á thì phiền, phiền quá đi, thì bắt đầu ăn phân nửa, còn phân nửa thì thay vì xách theo, bỏ một giỏ xách theo đi thì lại thấy phiền, chật túi, rồi xách đùm đề như vậy thì mắc cỡ. Cho nên là cái người bạn đó vứt rác luôn, vứt thức ăn thừa còn lại còn ăn được mà vứt vào thùng rác.
Xong rồi về mới kể lại với My nghe là: à chị ơi, em nghe chị nói vậy đó, em thấy phiền quá thôi em vứt luôn. Đó, em vứt luôn. Thì My mới thật sự là My im lặng, My không nói gì hết. Nhưng mà My nghĩ ở trong đầu của mình đó ha, My nghĩ là à, đúng là nghiệp rất là khó chuyển. Cái nghiệp đã thúc đẩy mình tới 70% lận, mà 70% nó thúc đẩy mình để cho mình tạo nghiệp đó. Mình tạo nghiệp, mình cứ lặp đi lặp lại cái lỗi đó của mình, cái nghiệp đó của mình như thế á, thì đúng là khó mà cưỡng lại được, rất là khó. Phải một người đó mà thật sự là nghiêm túc và nghiêm khắc với chính bản thân mình, chính bản thân mình muốn vượt qua lỗi lầm, khắc phục lỗi lầm và tìm lỗi lầm của mình trong từng giờ từng phút như thế. Và cái người đó là phải lễ Phật mỗi ngày, phải lễ Phật mỗi ngày thì mình mới có phước, mình mới có phước. Và nhờ cái sự gia hộ của Phật, nhờ cái sự gia hộ của Phật là mỗi khi mà mình lại Phật á, thì mình cầu nguyện với Phật là: con cầu xin Phật gia hộ cho con, giữ gìn tâm của con lúc nào cũng làm những cái điều thiện lành, đi trong chánh pháp, đi trong điều thiện và luật nhân quả, và cầu xin Phật cho con không bao giờ lặp lại lỗi lầm cũ của con, cho con vượt qua được lỗi lầm, cho con chiến thắng được những cái lỗi lầm trong tâm của con và từ vô lượng kiếp trước mà con mang theo, để con vượt lên trở thành một người đạo đức đủ đầy những diệu hạnh của Như Lai và các bậc thánh, những điều mà Phật và các bậc thánh đã làm. Xin cho con từ nay là con sẽ nguyện, sẽ thực hành và noi gương và bắt chước học hỏi những diệu hạnh mà Phật đã thành tựu. Đó, nếu mà mình cầu nguyện như thế, dù chỉ một lần mà mình khởi lên được suy nghĩ đó trong đầu của mình và mình cầu nguyện với Phật thôi, thì mình sẽ được Phật giữ gìn gia hộ cho mình để mình vượt qua những cái lỗi lầm đó của mình. Ví dụ mà cái người bạn đó của My mà mỗi ngày cầu nguyện với Phật thì có thể là lúc đó là người đó sẽ suy nghĩ lại, không có vứt cái thức ăn thừa đó và thùng rác, và người đó sẽ bỏ vào cái túi xách của mình và mang về rồi ăn tiếp đó. Nhưng mà người đó đã không làm như thế, và chắc chắn là một lúc nào đó là phải bị đói vì mình đã vứt thức ăn thừa mà vẫn còn ăn được mà mình vứt vào thùng rác. Tại vì trên thế giới này còn rất là nhiều nơi mà không có thức ăn để ăn, không có nước để uống. Những nước ở châu Phi, những trẻ em ở châu Phi là phải uống nước đáy bò đó, uống nước đáy bò như thế rồi đi ra những cái độn rác của gà rán Kentucky hoặc là McDonald's gì đó, những cái chỗ mà vứt rác của những cái nhà hàng đó, rồi bới những cái túi rác đó ra để mà gặm những cái xương thừa của người ta ăn, người ta đã vứt đi rồi mà bới lên để mà gặm lại. Thì nếu mà mình vứt rác, mình vứt thức ăn thừa liên tục như thế thì một kiếp nào đó mình sẽ phải đầu thai về những cái nước đó để mà mình bới rác, mà mình tìm lại thức ăn thừa mình ăn. Nhân quả rất là khắc nghiệt, mà khi mà chúng ta không có cố gắng, chúng ta chiến đấu với cái nghiệp của mình, chiến đấu với chính mình, chính cái nghiệp của mình đã tạo, thì chúng ta lại tiếp tục lặp lại cái nghiệp cũ của mình, lặp lại cái bệnh cũ đó, mới gọi là cái bệnh cũ đó của mình, những cái lỗi lầm cũ đó của mình mà mình lặp đi lặp lại nhiều kiếp như thế, tới bây giờ mình tiếp tục mình lặp lại tiếp nữa. Nếu mà chúng ta không có lễ Phật để cầu xin Phật gia hộ cho chúng ta chiến đấu để chúng ta chấm dứt lại cái lỗi lầm cũ đó của mình, thì mình cứ lặp đi lặp lại mãi như thế thôi.